Xin chào quý vị các bạn, tôi là Trần Trung Hiếu. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về quy trình cứu hộ thang máy. Khi có sự cố thang máy từ phòng ABMF hay các bộ phận khác, ngay lập tức liên lạc vào bên trong cabin bị lỗi và chấn an khách hàng. Khách đang ở tầng bao nhiêu? Nếu không biết thì nhìn xem thang đang lỗi ở tầng bao nhiêu tại màn hình trên phòng ABMF và tiến hành cứu hộ. Các dụng cụ cần mang theo: chìa khóa thang, đèn pin, bể bảo dưỡng thang máy, và luôn luôn phải có hai người chọc chìa khóa vào ổ khóa, một tay xoay chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ để nhả nẫy cài cửa, một tay đẩy nhẹ cửa thang. Khi đã mở cửa thang thì phải từ từ để tránh nguy hiểm cho bản thân và đồng nghiệp. Nhìn vào bên trong hố thang, xác định cabin thang, quan sát đầu cabin thật kỹ, nếu không bạn sẽ bị bước hụt. Khi đã bước xuống nắp cabin, bạn tìm bằng điều khiển chuyển chế độ sang Inversion, nhấn vào nút Open để mở cửa thang, đưa khách ra ngoài. Và khi quan sát thấy khách đã ra ngoài hết, ấn nút Close để đóng cửa thang, tiến hành kiểm tra nguyên nhân nếu có. Nếu không, đóng cửa thang lại và báo cho nhà thầu đến sửa. Nếu thang bị lỗi ở tầng nào thì phải lên trên một tầng để mở cửa và vào lắp cabin. Không được mở cửa tại tầng bị lỗi sẽ nằm cong hoặc hỏng cửa. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ với các bạn về quy trình cứu hộ thang máy. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.